Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feang. Hiện tại thì Feang đang ở Quyết Tiến, gần của nhà của bà Leo Đơn các bác. Feang rất là vui báo với các bác một tin hôm trước là Feang quay đến nhà bà. Các bác đã biết là bà có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Trước thì có cả ông nhưng bây giờ không còn nữa, nên một mình bà ở lại. Feang rất là xúc động với cái câu chuyện của ông. Trước lúc ông ra đi, ông còn để lại cái quan cho bà. Đó là cái món quà cuối cùng là trước lúc ông đi xa là ông muốn dành tặng lại cho bà. Ông luôn luôn dành những cái gì tốt đẹp nhất cho bà các bác. Đấy, thì sau khi chia sẻ thì thực sự với các bác là có các cô các bác. Đấy, đặc biệt là có chị Diễm Ngô ở thành phố Hồ Chí Minh là gửi 500.000 là cho bà. Và có một cô ở Vĩnh Phúc, cô Kim Ngân ở Vĩnh Phúc, cô gửi là 100.000 cho ông bà. Và có cô Liên ở Toronto, Canada gửi số tiền là 1.000.000 cho bà Leo Đơn. Tổng số tiền bây giờ là 1.600.000. Thì ngày hôm nay là Feang lên Feang thăm bà, cộng với đưa cái số tiền này cho bà để bà tích lại đấy, để mà có trang trải cho cái cuộc sống. Có thể là mấy hôm trước là em Hòa cũng chia sẻ là cái đợt vừa rồi mà ông mất ấy, thì mọi người đến phúng viếng thì được cái số tiền là khoảng tầm 13, 14, 15 triệu gì đấy. Thì là đã chi vào những cái việc là mua lợn này đấy, rồi thuê bàn ghế, rồi các đồ đạc ấy. Và cái số tiền bây giờ chuẩn bị để no cho cái việc là mấy hôm nữa lại làm ma khô cho ông. Bởi vì bà con ở đây là có cái phong tục là làm ma khô các bác. Giờ mới các bác nên thăm bà. Bà cũng rất là vất vả các bác ạ. Bây giờ thì Feang thấy bà, em Hòa cũng bảo là em bà khóc suốt, là một mình cô đơn. Tính ra là ông cũng đi được gần một tuần rồi các bác ạ. Còn công việc của em Hòa thì là ở trên trộn lán của em Xính thì em Hòa phải xong việc của bà thì em ấy đi được. Nhà của Hòa các bác. Hòa, tính ra các bác, Hòa cũng là một trong những người em của Feang mà cũng khá là đặc biệt. Nhà cửa này, đây các bác nhé. Chát thì vẫn chưa chát này. Đấy, đặc biệt là cái nền bê tông ở đây cũng chưa có, nên mỗi lần mà mưa gió nó bẩn. Cũng rất là nhiều bác để ý đến cái việc hoàn cảnh của em Hòa. Chưa được gặp được bác nào có thể giúp được cho em ý. À, đây xem cái chuồng lợn. Hôm trước là có một bác giấu tên ấy gửi số tiền để mua lợn giống ấy. Đấy, nhưng mà giờ thì không còn nữa rồi, là do công việc là bình thường thì bà cứ nuôi lợn để cuối năm mổ. Vâng. Bà đang làm gì đây? Không làm gì à? Chú à? Ui, trong này tối quá, bà không để điện. Đấy, bà cắm điện rồi. Bà ăn gì chưa? Bà ăn gì rồi? Ăn mỗi một mén rồi thôi á? Không ăn gì nữa à? Không thích ăn à? Bà có thịt ở trong tủ nhưng mà bà cũng không ăn. Không thích ăn à? Làm sao bà không thích ăn? Bà phải ăn vào chứ. Bây giờ ăn uống thì nó cũng chẳng có giá trị gì với bà nữa. Bà cũng buồn ấy. Mới có canh rau. Chỉ ăn để mà bắt buộc ăn để mà giữ sức khỏe thôi. Thịt trong cái tủ này còn, nhưng mà không biết là đã bỏ hết rồi em. Trong vẫn là trong này mà. À, trong này. Đây đúng không? Ừ đây. Nhưng mà tủ này nó bị hở các bác. Thoát nhiệt. Bà vẫn sạch sẽ mà vẫn để cái này đây. Mấy hôm nay là còn ai ngủ ở đây với bà không hả Hoàng? Vẫn có. Vẫn có à? Vâng. Ờ. Thế là bây giờ là chuyển hẳn cái giường là ra đây rồi đấy à? Vâng. Cái giường để cũng chỉ để đây để bà ngủ tạm thôi. Mấy hôm lại làm lễ thả hồn cho ông thì lại phải mang ra ngoài. Ừ, sau là cứ để đây thì anh thấy hợp lý hơn để góc kia. Vâng. Góc này nó sáng hơn ấy. Để tivi chỗ này cho bà bán ghế. Thế là mấy hôm nữa thì làm lễ thả hồn? 22 âm ạ. 22 à? Vâng.
Đây mới 15 thôi. Giờ khoảng 27 dương lịch. 27 dương lịch à? Vâng. Ủa, thân bà. Em bảo với bà là có một chị là chị Diễm Ngô ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị gửi cho bà 500.000. Chị Diễm Ngô. Hôm qua với tụ mình xài Hồ Diễm Ngô nó nhóc còn là Hồ Chí Minh đó. Thành phố Hồ Chí Minh ấy. Cái gì thật luôn là chị Diễm Ngô ở thành phố Hồ Chí Minh là mua chip của xe con à, là 500.000 đấy này. Còn cô Kim Ngân ở Vĩnh Phúc cô gửi 100.000. cô Kim Ngân em bảo dù Paul cô Kim Ngân là nhất ở Vĩnh Phúc nọ, giờ ra cho Hà Nội mua ít của xe nọ là 100.000. Còn cô Liên ở Toronto, ở Canada, cô Liên ở Canada gửi 1.000.000. Mấy đồ phao hồ của Liên là nhóc của mẹ cô nè. Mấy chỗ con à? Đây, 500.000 này, là 1.000.000 bà này, là 1.600.000. Làm sao cô có thể làm gì cả? Bà giữ nhá, bà phải giữ biết chưa? Thế là mấy hôm nữa làm lễ cho ông ấy thì có cần những cái gì hả bà? Dạ mẹ. Cần cái gì mấy hôm nữa? Tiền hốc bộ hoài gì đó vậy nè. Mấy hôm nữa phải mua 2 con lợn này. 2 con lợn à? Vâng. To không? Phải khoảng một con phải khoảng hơn 30, một con 4 đến 50 con. Thế à? Vâng. Thế là hôm trước là mình... cái tiền kia này em đã lo trả chưa? Cái tiền mà đi giả rồi. Giả hết chưa? Giả hết rồi. Thế còn dư được không? Còn dư mấy triệu để mình phải lo cái đám sau này. Hộ thân bà rất là may có các bác giúp nữa. Không thì cũng không biết là phải như nào nữa. Bà cất đi nhá. Phải cất đi nhá. Bà phải ăn uống vào biết chưa? Bà ăn vào nhá. Sáng bà có ăn không? Được. Ăn mỗi mèn mén không à? Ăn cả cơm vào chứ. Ăn mèn mén rồi. Vâng. Hôm trước em Hòa có đi mua gạo về cho bà không? Con đưa tiền. Em chưa đi anh. Hôm nay em đang phải đi tìm lợn. Nên chưa thể đi mua được. À. Vâng. Mua về cho bà để bà nấu cháo. Tại vì bà cũng đang muốn ăn mèn mén ở đây. Nên là về ngày mai ngày kia em đi. Thế là chọn được lợn chưa, mua được lợn chưa? Chưa. Tìm lợn khó lắm, tại vì nhiều người họ cũng đi buôn lợn đấy. Khoảng bao con, khoảng bao nhiêu cân? Con chắc cũng phải một con bé khoảng hơn 30 cân, còn phải mua một con to 4 đến 50 cân nữa. Là một con bé một con to. Vâng. Dạ. Bà cố gắng nhá, khổ thân bà. Này các bác cứ động nhắn tin động viên là thôi Phan phải chịu khó với cả em Hòa đã đến giúp bà, không một mình bà bây giờ cứ cô đơn một mình này. Bà thích ăn hay bà thích cái gì bà phải bảo con nhá. Bà yên tâm là mấy hôm nữa con sẽ lên. Con lại lên với bà nhá. Vâng. Thế ruộng nương của bà có ai cấy cho bà chưa? Ai hả? Cấy rồi anh ạ. Ai cấy cho? Là được cô. À hay, cô về cấy cho ạ? Hay được ông đi viện đấy. Là cấy hộ rồi. Đây có mỗi cái cô đấy là ngày trước bà cũng nuôi và bây giờ cô còn quan tâm đến bà một tí nhỉ? Vâng. Cô đấy cô cũng mồ côi mà. Cô cũng mồ côi á? Vâng. À thế à? Vâng. Cô đấy đang ở đâu nhỉ? Quyết Tiến à? Ở trên Quyết Tiến, trên Bô Lách.
Đấy, còn may có cô đấy với cả có em Hòa nữa. Thế gà vịt ở ngoài này còn không? Gà của bà còn không? Gà chắc cũng còn mấy con thôi. Vâng. Nhưng mà bà phải ăn vào nhá. Phải ăn uống vào. Bà có bị ốm ở mệt ở đâu không? Không á? Bà ốm và mệt ở đâu bà phải bảo nhá. Con đi về đây. Con đi về đây. Làm cơm ăn mới đi ạ. Thôi con không ăn đâu. Bà vất vả, bà mệt đi. Nên là con cũng không ăn. Hôm nào con ăn cơm với bà sau. Hôm nào con ăn cơm với bà sau nhá. Vâng. Bà phải ăn, bà phải nghỉ đi. Có việc gì thì bà bảo em Hoa này. Dạ vâng. Thôi con đi về đây. Vâng. Con chào bà nhá. Thi thoảng con lại lên đây với bà nhá. Cân bà. Bà là bây giờ chắc chỉ còn được cộng mấy chục cân thôi. Bà lấy cái này cho gà ăn đây à? Thế cái mấy cái quả chuối này. Quả chuối này bà làm gì đây? Cái này này. Con đó đó. Quả này làm hoa đồ. Phâu thôi, xe hoa thì phâu thôi. Hôm qua là cô có xuống cái này nên là cô lấy thôi. Lấy xuống à? Lấy xuống cho bà ở cây đây à? Đấy, có quả chín đây này. Con lấy một quả nhá. Ây dạ. Chuối này. Một quả này đủ lo các bác. Nhưng quả này nó hơi bị chua tí. Nhưng bà ơi, bà còn đôi tất nào khác không? Đôi này rách rồi này. Hả? Hôm nào con mua cho bà đôi khác nhá. Có nhiều. Có nhiều á? Con có thấy đâu mà nhiều. Ừ. Xem cảnh nhà cửa bây giờ một mình bà buồn, tiêu điều. Vẫn có mấy con gà các bác. Đây có 4 con các bác. Đây xem nào. Tổ gà, chuồng gà của bà. Đây. Như này có liệu có sợ rắn nó vào nó cắn không bà? Không biết được cái này. Chuồng gà hay bị rắn nó vào. Đây có một quả trứng. À đây còn mấy con. Có nhà bà có bao nhiêu con gà ở đây hết nhỉ? Vâng. Đây có 4 con. Đây, rất là may trước các bác giúp cho cái mái nhà không đợt ý là nếu mà không có cái mái nhà này, cái mái cũ ấy, nó bị vỡ các bác. Trước là nó hay bị mưa thủng nó dột bằng cái mái fibro xi măng nó lâu ấy. Bây giờ là được mái tôn này thì thoải mái luôn, bà yên tâm. Trước đây là thi thoảng là nó lại thủng lại vỡ. Và cái nền nhà nữa các bác. Hôm nào bà ơi. Thế hôm nào con lại mua cho bà con lợn bé khác bà nuôi nhá. Hả? Không nuôi nữa à? Thế là trước đây thì bà còn ví dụ ở Tết nhất thì nhỉ? Thì bà nuôi bà còn có. Bây giờ là bà mệt rồi không nuôi nữa nhỉ? Bà thì một mình thì chắc không nuôi nữa thì thi thoảng lên mua cho bà một ít thịt hoặc là ví dụ như kiểu là Tết thì mua cho bà một ít là được rồi bà nhỉ? Con nói là ông ở thì nay mà có bây giờ thì ông không ở thì không nói là... Vâng, bây giờ ông không ở thì còn có bọn con mà thì không nói. Bây giờ đây không không có ông không ở thì không nói không có ai ăn mà còn có con mà kia nó khổ thân bà không có ông thì bà không nuôi. Không nuôi gà, không nuôi lợn, không nuôi gì nữa. Thế bà phải nuôi để cho con ăn chứ. Con Tết thì con lại trở lên với bà. Không. Hả? Thôi bà nghỉ đi nhá. Bà phải ăn vào nhá. Bà bây giờ bà mà không ăn bà ốm là lại khổ bọn con đấy. Bà biết chưa? Phải ăn vào nhá. Thôi, bà đi vào đi. Bà đi vào nhà nghỉ đi nhá. Vâng. Con đi sang bên này lấy dép. Chỗ này là bao nhiêu bộ bàn ghế đây hả? 10 bộ anh ạ. Có 10 bộ thôi à? Vâng. Là từ hôm trước 10 bộ à? Vâng. À,
Cũng may là cái thịt để tủ lạnh này, mấy hôm nữa là mình mang ra mình làm được thêm cơm đúng không? Để xem đã, tại vì nó có mùi anh ạ. Đấy, hôm trước anh đã thấy có mùi rồi, có em lại bảo mà. Là cái tủ lạnh nó không đảm bảo ấy. Vâng. Thế bây giờ làm nào? Thì nếu mà người nhà mình khác ăn thì được, còn mình lấy ra làm tiếp khách thì... Đâu, vào đây anh xem lại nào. Không được anh ạ. Cái tủ này nó không đủ nhiệt. Như thế nào? Tại vì mùa này là nóng lên nên là mình để được khoảng một tối, còn cho tủ lạnh là ấy. Cái này không được rồi. Nó có mùi rồi bà ơi. Đâu mà... Kéo xong cái này ạ. Nó bị có mùi bà ạ. Bây giờ không biết là miếng nào nó bị ấy. Cái này không biết được, với cái tủ này thì nó cũng đã có mùi trước anh ạ. Quá. Vâng. Thịt cũng bị. Cái này nhìn thì có miếng là vẫn được này, nhưng mà nó lại có miếng thì có bị mùi. Này thì anh nghĩ là không ổn. Cái này thì chắc chỉ nhà ăn được thôi. Vâng. Cái thịt lợn này các bác, nó không phải là lợn to, mỗi con khoảng 5 cân, 10 cân thôi. Nên là bé bé nên là bảo bán thì để lại cho người khác thì chẳng ai mua. Bởi vì nó thịt nó nhão các bác. Đây xem là bà có nấu cơm không? Bà không nấu nồi điện nữa đâu. Dép hòa này. Thế là từ hôm đấy là không ra mộ đâu đúng không? Có, đi vẫn đi 3 sáng mà. Cái này bà còn ăn không? Không ăn luôn. Cái này chắc không nên ăn nữa. Cái này bà phải bỏ đi nhá, không được ăn đâu nhá. Không ăn đâu. Cái này từ lâu lắm rồi này. Ui dưới đây này. Ui. Cái này là không biết đi đổ đâu ấy, đổ này phải đổ ra đào hố mà chôn xuống dưới thôi. Nhưng mà ở đây có một cái phong tục là nếu mà có người mất thì mình không được giặt quần áo đâu à? Mình giặt vẫn được, nhưng mà mình phải lấy nước. Phải múc 3 gáo nước trước. Đổ đi. Vâng. Thế là vẫn được giặt đúng không? Vâng. Thế là sao hôm trước có người bảo anh là không được giặt quần áo? Thì nói chung là mình cần thiết quá thì mình vẫn phải làm cái đấy thôi. À, còn đâu bình thường là? Bình thường là không. Thế là phải ấy đúng không? Vâng, bình thường là mình phải nhờ người khác. Nào, ví dụ như người không trong cùng họ đâu đúng không? Ví dụ người cô, người kia đúng không? Vâng. Thằng dâu rể đúng không? Thôi. Làm quả chuối, đi về. Con đi về đây, nha. Bà đã ăn chưa? Lúc ăn cơm chưa? Ăn rồi. Vâng. Thế là thi thoảng 2-3 hôm con lại lên nhá. Bà phải nuôi lợn đi, để mấy hôm nữa con còn ấy chứ. Con còn có để mà ăn chứ. Căn bản là bà có những cái đồ rau dưa thừa ấy, nên là bà cũng nuôi được ấy, chứ không phải nó ấy. Từ đây ra đến đây thôi mà. Đây, có chuồng để không ấy. Con đi nhá. Bà đi vào đi. Bà đi vào đi. Là rất là thông báo với các bác. Bác giấu tên viết là bà là cái con lợn là phải mua cho bà, bà đã bỏ đi rồi. Bà đã hôm nay bà cũng không có quyền quyết định đâu. Đấy là các anh em làm hộ thôi. Đây là những cái đấy là cũng không có lợn luôn đấy anh. Đấy lúc đấy là làm phải làm phong tục đúng không? Vâng. Đây các bác cái quả chuối này. Quả chuối này, chuối lá to nhưng hơi chua chua một tí. Đấy, video của Feng Feng là ngày hôm nay chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Feng xin cảm ơn cô Liên ở Toronto, ở Canada. Feng xin cảm ơn chị đây các bác, Feng hãy quên này. Chị Diễm Ngô ở thành phố Hồ Chí Minh là gửi 500.000. Xin cảm ơn cô Kim Ngân là gửi 100.000, tổng 1.600.000 cho bà. Thì Feng cũng không biết nói gì hơn, trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán giả, các mạnh thường quân đã luôn đồng hành, động viên tinh thần cho bà và cho Feng nữa. Rất mong là thời gian tới Feng có nhiều cơ hội đến để với bà nữa để cho bà có cuộc sống nó vui vẻ hơn.
Đấy, cũng mong là thời gian tới là hy vọng là bà sẽ tinh thần là bà sẽ tốt hơn. Đấy, nuôi con chó này, nuôi con gà này, nuôi con lợn chẳng hạn. Đấy, thì Phèn cũng muốn là bà chăm những con này con kia cho nó hết ngày, chứ một mình bà một mình ngồi như này bà rất là buồn. Đấy, thì Phèn cũng xin chào các bác. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phèn. Xin trân trọng chào các bác.